101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Chị mới vừa mua xong luôn. Đó là một quyển sổ sticker để mình sẽ thay đồ và dán mắt mũi miệng nè cho những cái nàng búp bê công chúa siêu đẹp như thế này nha. Và đây là quần áo nè. Đó, người ta có in tổng thể ở cái bìa phía sau như thế này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tháo ra nha. Wow, mới nhìn hình bìa thôi là đã thấy rất đẹp rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tổng thể nè. Đây, đó, quá trời mắt luôn. Rồi quá trời miệng nè. Đó, chúng ta cũng sẽ xé ra nha các bạn. Rồi ở đây, trời ơi, những nàng búp bê Lolita thì phải nè, có những cái cài tóc rồi nè. Đó, rất là đẹp. Wow, quần áo nè. Trời ơi, khỏi phải bàn luôn. Rất là xinh và sắc sảo luôn nha các bạn. Cái này là phong cách của Lolita. Đúng rồi. Vậy là nào, hôm nay chúng ta sẽ thay đồ cho búp bê Lolita nha các bạn. Rất là đẹp luôn á. Rồi, ở đây là những nàng búp bê nè. Tóc đen dài nè, tóc vàng nè. Rồi tóc ngắn cột củ tỏi nè. Wow, tóc này cột đơn giản nè. Sau đó thì đâu rồi, còn một tấm ở đây nữa nè nha. Là sẽ là cột tóc như thế này và cột gì nữa nè. Quá đẹp luôn, trời ơi, tóc hồng. Tóc đen dài, toàn là tóc dài siêu đẹp luôn nha. Wow, tóc vàng này nè, cục nó hai bên cũng xinh luôn. Trời ơi. Rồi đây nữa. Mái tóc rất là đẹp nha các bạn. Đây nữa nè, đó, rất là xinh. Ôi, mái tóc nào cũng đẹp hết luôn. Và đặc biệt nha, vẽ mấy cái ngón chân này rất là xinh. Yeah, và đây chúng ta sẽ trang trí cho cô gái đầu tiên tóc hồng xíu dài. Trời ơi chết rồi, cái này nó khó tháo người ta. Nè, nó dính nè các bạn, mới cái đầu tiên thôi nha. Mà chị thấy nó bị dính rồi, thôi kệ vậy. Đây, đó. Trời ơi, sự khác nồng lên lên rất là đẹp luôn nè. Bông hoa mà có nơ trên tóc nè các bạn. Trời ơi, bộ này đi chơi thì hết sảy luôn nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cái đầm này vô. Cái đầm Lolita màu màu xanh lá nè các bạn. Ây da, đẹp rồi. Nghe có đẹp không? Đây, chị sẽ tháo cho nó cẩn thận hơn nha. Rồi, chị đang tháo để cho các bạn biết chất lượng của bộ sticker này đó. Một hồi nữa mấy cái sao thì chị sẽ lột sẵn hay sao các bạn? Lột sẵn thì nó không có vui, nhưng mà để vậy thì nó hơi lâu một chút xíu nha. Wow, cuối cùng cũng xong rồi nè. Trời ơi, cái đầm Lolita này nè, có hoa hồng đính ở đây, rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ mặc vô cho bạn tóc hồng. Wow, siêu đẹp gái. Đúng là siêu đẹp gái luôn. Rồi ha, mang đôi giày vô nữa nè. Rất là xinh luôn á. Các bạn thấy bộ này là mấy điểm nè à, các bạn chấm nhà thiết kế, thiết kế bộ đồ này là được bao nhiêu điểm? Chị là chị thấy 10 điểm rồi đó. Đây, quá đẹp luôn. Đây nha. Ô, chưa dán mắt mũi miệng. Và đây, có rất nhiều mắt mũi miệng nha. Mấy áo màu xanh, màu hồng. Bây giờ nếu mà mình dán con mắt xanh lên thì nó bình thường quá rồi à, chị muốn dán cặp mắt màu vàng này lên đi. Cho ba, kiểu như là nó rất là nhiều màu luôn á. Xem thử coi, thôi chị thích cái này đi nha các bạn. Nói vậy thôi chứ màu này chị nghĩ lên nó sẽ đẹp hơn. Đó, mắt thì vàng nhưng bên trong thì màu xanh lá hợp với bộ đồ. Đó, chị nghĩ cái này nó sẽ đẹp. Đó, đúng không? Rất là đẹp luôn. Và cho cô ta cái miệng miệng cười, cười thật tươi à. Bạn đầu tiên thì phải cho cười thật tươi lên. Yeah, méo miệng. Trời ơi, đang đẹp gái. Dán một cái hết đẹp luôn, trời ơi. Đây, đó, xinh rồi nha. Rồi, tới bạn số 2 nè. Đó, tóc nè, tóc mái nè. Có đính hai cái nơ nhỏ nè. Rồi, rất là dài luôn như thế này. Và lần này thì chị sẽ tự chọn rồi dán lên thôi cho nó nhanh nha. Và đây, đầu tiên chúng ta sẽ chọn một đôi giày nè. Có hoa rồi, rất là đẹp. Đó, mang như vậy lên thôi là đã thấy siêu xinh rồi nha. Có vớ nè. Yeah, và đây các bạn xem này nha. Đó, bộ váy hồng caro với hoa nè. Rất là xinh luôn. Chúng ta sẽ mặc lên như thế này. Trời ơi, hết sảy. Rồi, còn có thêm một viên kim cương à, chị sẽ đính ở trên tóc đi. Và đây, nhìn kỹ thì các bạn xem nè. Nó có vẽ cái vòng mờ mờ để cho các bạn dán mắt lên cho chính xác nè. Và đây, chị cho cô ta là một đôi mắt màu hồng luôn. À, nó có dán sẵn, nó có đánh dấu sẵn rồi đó các bạn, cho nên mình dán lên nè nó sẽ dễ hơn nha. Các bạn chú ý cái sticker này nó có đánh dấu sẵn á, và sẽ là một cái miệng cười xinh xinh.
Trời ơi đừng có méo nha. Ok, như vậy là được 2 nàng rồi, rất là đẹp. Và tiếp theo sẽ là bạn tóc màu khói nha, màu xám khói. Tóc cột 2 chùm và có thắt nơ và bằng tóc ở trên luôn, cũng rất là xinh. Yeah, và đây các bạn có thấy đôi giày và cái vớ này nó có xinh không? Màu xanh nha, nãy giờ mới có một bộ đồ màu xanh nè. Chúng ta sẽ xem thử coi là bộ này có đẹp hay không. Wow, đôi giày rất là xinh. Tên tên, vớ và giày màu xanh, nhưng mà chị sẽ cho dán con mắt màu hồng. Màu hồng nâu, rất là lạ luôn. Cái miệng thì chị sẽ chọn là miệng cười chín chín nha, như thế này. Wow, và nãy giờ chúng ta chưa sử dụng cái tấm này nè các bạn ơi, cho nên bây giờ chị sẽ sử dụng cái cài nơ này đi. Bạn chưa có đính cái gì trên tóc hết nè. Chị sẽ đính một cái nơ này nha. Đó, mình sẽ đính ngay chính giữa luôn. Ok, rất là xinh. Và bây giờ mình sẽ lột cái áo ra. Đây, cái áo nha, cổ lá sen nè, có cánh thiên thần nè. Đó, bèo bèo và có cái nơ tím ở chính giữa. Wow, còn cần một cái túi xách nữa. Chúng ta sẽ mặc vô. La 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 la. Wow, rất đẹp. Đẹp quá đúng không nào? Tên tên tên. Tiếp theo, trời ơi, cô này là chị thích nhất luôn nè các bạn. Đó, tóc nơ phía sau nè, rồi cột nè, tóc mái nữa nè. Tóc xíu dài. Yeah, và chị sẽ cho cô ta một cái áo nè. Đúng, các bạn thấy cái tay ở trong cái tay áo nè, cái tay dài quá đó, cái kiểu mà nó rất là dễ thương, giống như con mèo nha. À, giống như con thỏ, con mèo á, như thế này. Wow, quá đáng yêu. Rồi, mang giày nha, đôi giày bông nè, lông cừu, rất là dễ thương, đơn giản nhưng mà siêu đáng yêu nha. Đây, trong các cô Lolita nãy giờ là đôi giày của bạn này á, là có vẻ như là nó đơn giản nhất luôn á, nhưng mà cũng rất là đẹp. Trời ơi, mình sẽ dán từ trên xuống nha. Ok, và đây tổng thể luôn nha, hồng hồng nâu nâu. Nhưng chị sẽ cho bạn này cặp mắt đó là màu xanh ngọc để làm điểm nhấn cho bạn này thật là lung linh nha. Nói chung là mình sáng tạo đó các bạn, mình thích dán sao thì mình dán. Đó, đây là cái miệng nè, đây như thế này. Ok, wow, rồi bạn này đúng là đẹp xuất sắc luôn á. Nãy giờ là chị thấy là chị trang trí bạn này đẹp nhất luôn á. Yeah, còn bây giờ đến với một cô nàng tóc 2 chùm, trên đầu có kẹo sô-cô-la nè, dễ thương quá. Tên ta đen tèn, và tóc có sô-cô-la, cho nên chị muốn biến cô gái này thành một thỏi sô-cô-la ngẫu hứng luôn. Với cái váy màu nâu sô-cô-la nè, trời, trên cổ nè ha, còn có đính bông hoa đồ nữa. Trời ơi, sao mà người ta lại có thể tạo ra những cái bộ váy nó cầu kỳ và nó đẹp như vậy ta. Yeah, và giày nơ của cô ta cũng sẽ có màu nâu sô-cô-la luôn. Đôi giày là có bông hoa, xinh quá đi. Trời ơi, thiệt quá, màu nâu cũng đẹp luôn nha các bạn. Màu nâu nhưng mà với thiết kế này thì nhìn bộ đồ nó cũng rất là sang trọng luôn. Đây, rất là đẹp ha. Cái nơ thì chị sẽ đính lên như thế này, xéo theo cái cục tóc ha. Và đây có rất là nhiều màu mắt nha. Chị đã muốn biến bạn ta thành thỏi sô-cô-la, cho nên rằng chị sẽ cho là một cặp mắt sô-cô-la luôn. Đen đen đen. Đó, và đây là một bạn cô gái sô-cô-la nha. À, xinh chưa? Cái môi này, màu môi này cũng rất là đậm luôn nè, thấy không? Màu môi sô-cô-la nè. Trời ơi, chị sẽ biến bạn này thành sô-cô-la. Yeah. Và đây, cô gái sô-cô-la của chị nhìn cũng rất là ngọt ngào, đáng yêu đúng không? Wow, còn đây tông màu tím, cô nàng nó hở tóc ra màu vàng dạng sóng, có 2 cái nơ, rất là xinh luôn nè. Và các bạn xem đi, đó, giữa 2 bộ này thì chị thấy bộ này quá là hợp với cô bên đây luôn nha. Bộ này nè, yeah yeah yeah, một đôi giày không có vớ màu mè giống như những đôi hồi nãy nha. Để mang lên xem cũng rất là đẹp nè. Rồi, bộ đồ màu tím nha, ý nhưng mà nó lại có chân nữa các bạn ơi. Không được rồi, bây giờ chị sẽ dán cái bộ này nha, dán xuống, đó, nó sẽ xòe tay ra như thế này. Nhưng mà bây giờ vấn đề còn cái chân. Trời ơi, có chân rồi, bây giờ thêm chân nữa. Các bạn chú ý ha, thì lúc đó mình sẽ phải tháo cái giày này ra. Đó, và mình sẽ ịn cái này xuống. Và mình sẽ dán lại nè, nó ok rồi đó. Wow, và bộ này còn có đôi bông nữa nè các bạn ơi. Yeah, nãy giờ luôn nha, nó thấy có đôi bông. Và cả hồng cổ nữa. Trời ơi, bộ này đúng đẹp luôn, như thế này nha. Sau đó là đôi bông ngọc trai nè. Đó, rất là xinh. Trời ơi, còn có vòng tay nữa nè nha.
Và để cho cô ấy thật nổi bật thì chị sẽ cho cô ấy là màu mắt xanh lá nè. Đó, mình thích cái nào thì mình dán cái đó thôi, không cần phải theo một cái hướng dẫn gì hết. Đó, thấy không? Chứ không phải tóc vàng thì dán mắt vàng, hoặc là màu tím thì dán mắt tím, này thì dán mắt xanh luôn. Và còn một cái miệng lẻ loi này mình sẽ lấy luôn, mình thử xem coi cái miệng này thì nó có xinh hay không. Wow, và đây. Đó, một bạn tím 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 rất là xinh nè. Và chị phát hiện ra đó, màu mắt á mà nó khác với lại bộ đồ á thì nó sẽ rất là xinh. Tên tên, tiếp theo nãy giờ là ai cũng tóc dài hết, có một mình bạn này duy nhất là tóc ngắn thôi. Rất là tội nghiệp luôn, mẹ bạn không cho bạn để tóc dài, bạn phải để tóc ngắn và chị sẽ cố gắng trang điểm bạn thật đẹp. Tên tên, đôi giày cục nơ màu xanh, chúng ta sẽ mang cho bạn ấy. Wow, cục nơ rất là cao nha. Đây các bạn xem nè, thấy không, trên cao luôn. Và đây, đó, chiếc đầm màu xanh bồng bềnh như là bầu trời nè, ưu tiên cho bạn này luôn. Đáng yêu chưa? Đó, nhìn rất là đáng yêu. Rồi, và bây giờ chị sẽ cho bạn ấy một cặp mắt màu vàng ngọc nha. Màu vàng ngọc mắt nè. Đó, nhìn như thế nào? Và một cái miệng cười thật là tươi, rất là duyên dáng, ai cũng thích. Ha ha, trời ơi, dễ thương quá à. Và mình sẽ chọn cho cô ấy là một cái cài tóc. Cái cài tóc, chị nghĩ rằng cái cài ngọc trai này nè thì nó sẽ đẹp với cô ta. Hơi bị mỏng nha, cái chỗ ngọc trai á mình tháo hơi khó một chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ canh. Đây đó. Siêu đáng yêu đây nha. Các bạn nào tóc ngắn thì cũng sẽ tự tin lên, bởi vì nó cũng rất là đẹp như thế này. Còn bây giờ là cô nàng tóc hồng siêu đẹp. Tóc hồng thì chị sẽ cho cặp mắt đó là màu xanh này đi. Nãy giờ chưa có ai có mắt xanh này luôn á. Ây da, chị sẽ cho bạn ta có cặp mắt xanh này nha. Đây nè, xanh xanh tím tím đó các bạn. Wow, thật là nổi bật. Người đẹp thì không cần phải cười quá to cũng rất là xinh. Đây, như thế này nha. Thanh thanh, và đây các bạn xem đôi giày có phải là quá đẹp hay không? Trời ơi, vừa xanh vừa đỏ phối hợp vô. Ok. Đó. Rất là đẹp luôn nha, bên đây hay là mình sẽ tháo ra. Trời ơi, tại vì chị là cũng kỹ tính á, chứ nhiều người thì người ta cũng sẽ dán vậy luôn. Nhưng mà chị nhìn nó lệch lệch, chị khó chịu đó. Ok ha. Thêm. Trời ơi, bộ đồ giống như cung hoàng đạo nha. Có trái tim nè, nơ nè, phối giữa hai màu xanh và đỏ. Rất là đẹp luôn á. Đẹp chưa? Siêu đẹp gái nha. Và bây giờ các bạn nhìn thử coi là cái cài tóc nào thì nó sẽ hợp với cô ta đây. Chị lướt sơ một vòng thì chị cảm thấy cái này nó phù hợp nha. Chị thấy cái này nè, chị đứng lên xem. Trời ơi, cứ rớt rớt rớt, nó chưa đẹp đẹp, biết sợ quá đi. Ok, đó là thành công rồi. Bây giờ sẽ dán lên. Đó. Wow, đúng Lolita, quá đẹp. Và nãy giờ hả cũng khá là nhiều rồi, và vẫn còn 4 cô gái luôn. Và bữa nay chúng ta sẽ thử trang điểm một lượt 4 cô. Và không phải trang điểm bình thường mà trang điểm phá cách nha. Một lần là 2 cô đi. Bây giờ chị sẽ chọn là 2 cô này là sinh đôi một cặp. Đó, 2 cô này sẽ trang điểm cùng một lượt. Đây nha, tính 4 cô mà nhiều quá sợ các bạn không thấy rõ. Ở đây còn nhiều màu mắt, nhưng bây giờ chị sẽ không lấy màu mắt ra cùng nhau nữa, mà chị sẽ lấy mẫu hứng luôn. Đây, mắt xanh này. Thì chị sẽ lấy cái con mắt màu hồng này. Ok, một con mắt xanh và một con mắt hồng. Trời ơi, siêu lạ chưa? Rồi nha, dán cho bạn này trước nè. Và bạn này tương tự như vậy ha, mình sẽ dán ngược lại. Đó, cũng một con mắt hồng và một con mắt xanh. Miệng thì sẽ có một người cười tươi và một người cười chúm chím nha. Đó,
dáng cười à, như thế này. Nhưng mà bình thường quá đúng các bạn, thì chị muốn là cho nó vui hơn, chị dán miệng xéo à. Và bạn này á thì chị sẽ cho nó xéo ngược qua bên này như thế này đó, người cười xéo bên đây, người cười xéo bên đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có bốn đôi giày đây đó, và chị sẽ mang vô nha. Một chiếc màu hồng, trời ơi nó rách rồi, trời ơi xin lỗi, trời ơi trời, mang vô luôn. Một chiếc hồng, một chiếc xanh. Bên đây thì sẽ là một chiếc xanh và một chiếc hồng. Chị em xin đôi mang vậy cho nó độc lạ nha. Tiếp theo, trời ơi cái váy nè, váy bẹt vai có dây rồi nè nha, rất là xinh. Wow, có vớt có nơ nè. Nhưng bây giờ mình đã mang giày rồi, rồi bây giờ thì chị cũng sẽ tháo giày ra dán lên đây lại nha các bạn. Đây, tháo giày dán lên trên đây nè, để mình sẽ canh cái chân á và cái cổ luôn nha các bạn, cho nó đều. Ok. Wow, nó rất là độc đáo. Trời ơi, bạn này thì còn lại có cái túi xách của cà rốt nè. Nó rất là xinh luôn nha. Mà chị nhìn cái miệng cười xéo rồi, chị mắc cười quá. Yeah, và đây nha, bông tai của cà rốt. Lý ra là của bạn này thôi, tuy nhiên chị em ta như tay với chân, chị nhà em nâng. À, mình đã đổi mắt nè, mình đã đổi giày. Thì bông tai thì mỗi người sẽ đem một chiếc. Và đây nha, hai cô gái này á thì rất là hài hước, cho nên là chị sẽ cho cài cái cài thỏ này nè, cho nó dễ thương. Ôi dạ, đây ha, cô tóc nâu như thế này sẽ được cài cái cài thỏ nè. Rồi tiếp đến thì cô này bây giờ cài cái cài màu xanh thì nó bình thường quá rồi, chị sẽ cho cài cái này đi, cài thỏ luôn nè các bạn. Rồi cái nơ thỏ chứ là, nhưng mà là hai nơ khác nhau nha. Hai cô này là hai cô kỳ lạ nhất luôn đó. Đó, cài thỏ nè, bên đây thì là cài sao. Wow, đó, hai cô này rất là độc lạ luôn. Các bạn cùng ngắm xem cái miệng cười nhất mà, nhìn hài hước chưa chị em xin đôi. Trời ơi. Rồi tiếp theo thì là hai cô gái xinh đẹp này là trùm cuối. Nhưng các bạn muốn chị trang điểm theo kiểu xinh đẹp hay là theo kiểu ngộ nghĩnh đây? Bộ đồ này thì mình không thể đổi cho nhau được rồi các bạn, bởi vì giày nó dính vô luôn rồi nha. Cho nên là hai cô này có thể hên đây. Và chị sẽ mặc cho cô này đi nha. Hay à, để chị canh cái chân nè, trời ơi thật sự luôn. Phải canh nha, cái chân và canh cả cái áo ở trên này các bạn, nó mới vừa nha. Đó, hên quá, dán một cái vừa y luôn, rất là đẹp. Còn cô này nè nha, giày đỏ chéo chéo chéo, rất là cá tính nha. Đó, yeah, và cô ta mặc đồ tết nè, có bông hoa mai, hoa đào đỏ đỏ, hoa vàng vàng. Đó, đồ này xứng đáng là đồ tết luôn đúng không các bạn? Bộ đồ Lolita đón tết của 12 cô gái này, rất là đẹp luôn. Thanh trên và đây nha, cô này thì sẽ là đính hoa trên tóc nè, như thế này, cột tóc đó các bạn. Tiếp theo là khuôn mặt, các bạn có muốn chị thay đổi không? Có muốn chị đổi mắt mũi miệng không? Có hai chị em đó đổi thôi thì cũng tội quá, cho nên là chị quyết định rồi, chị cũng sẽ đổi luôn. Hai chị em này là hai con mắt màu xanh, nhưng mà là một con mắt xanh dương và một con mắt xanh mặt. Mắt xanh này lên rất là đẹp, mắt xanh này cũng rất đẹp. Nếu như bây giờ mà chị dán cái con mắt này vô luôn rồi nè, thì là siêu đẹp gái rồi đúng không? Nhưng mà không, cuộc đời sẽ không thể nào mà nhiều người đẹp đến như vậy được. Có người đẹp thì có người sẽ không đẹp, đó là bình thường. Và nó hên xui nha, giống như là hai bạn này à, đó, sẽ trao đổi cho nhau chị em à. Đó, cũng đẹp vậy đúng không? Ok, chị thấy cũng rất là dễ thương và lạ. Và môi nha, hai người sẽ cười giống y nhau luôn nè, đây nè, hai cái miệng này giống nhau. Và chị sẽ cho cười giống nhau luôn, cười hở cái răng nha. Đó, chị khác cặp mắt thôi. À, tính ra là cặp mắt giống luôn á các bạn, chị khác tóc thôi nha. Và bây giờ tóc á, thì chị sẽ cho bạn này đổi cái này. À,
giống em bé luôn. Giống em bé trông dễ thương nha. Đây, mình sẽ cho bạn này đổi cái này lên. Trời ơi, siêu đáng yêu. Và chị sẽ, chị em này nha, cho nên chị sẽ tháo hoa của bạn này và chị đính lên trên đây. Như thế này nè, nói cho nó dễ thương. Còn bạn này đang mặc áo màu đỏ này á, thì đáng lý mình sẽ cài những cái cài đỏ này đúng không các bạn? Nhưng không, chị đã quyết định rồi, chị sẽ cho bạn này cài cái cài màu xanh cho nó thật là lạ luôn nha. Đó, chỉ cần màu đỏ lên thì cũng như là nó đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử là mình cài màu khác lên thì nó có còn xinh hay không. Đó, theo các bạn thì có xinh hay không? Và ở đây còn có một cái cổ này. Đó, đây chị sẽ đính luôn cho cái cổ của bạn này. Đó, và còn cái này nữa nè. Đây ạ. Trời ơi. Đây ha. Đây, chị sẽ đính lên trên nè. Thay vì cái bông hoa này đúng không các bạn? Bây giờ mình sáng tạo. Mình sẽ sáng tạo như thế này. Có phải là sau khi chúng ta sáng tạo thì nhìn cũng rất là đáng yêu đúng không? Và bây giờ các bạn sẽ chấm điểm cho từng cặp nha. Đây là cặp số 1. Đó, cặp chị em song sinh nhưng mà khác màu tóc nha. Đó, khác màu tóc nha. Đây, cặp số 1. Ai bình chọn cho cặp số 1 bình luận phía dưới nè. Tiếp theo sẽ là cặp số 2, chị em song sinh cà rốt. Đây nè, đeo bông tai cà rốt nè. Trời ơi, cười đẻo ghê chứ. Trời này phải nói là cặp chị em xung xinh hài hước cà rốt thì chị nhìn là chị mắc cười liền luôn. Cặp số 2, ai bình chọn thì bình chọn cho cặp số 2 comment phía dưới nha. Tiếp theo là cặp này là cặp số 3, sô-cô-la và tím oải hương. Đây, sô-cô-la, à, tông sạc tông nè các bạn. Cái này là mắt nâu, miệng nâu, cái gì cũng nâu hết luôn nè. Còn đây thì là tím nè, đó, chị có đôi mắt xanh, tóc vàng, cũng rất là xinh luôn. Đây, cặp số 3, ai thích cặp số 3 thì bình luận nha. Tiếp theo là cặp đôi số 4 là cặp tóc hồng. Đây, đôi bạn tóc hồng nha, bên đây hồng xoăn nhẹ nè, đó, xanh dương và xanh lá. Cặp này cũng rất là đẹp luôn các bạn ha. Bình chọn cho cặp số 4 này thì nhớ bình chọn ghi ở dưới nha. Rồi đây là cặp số 5, tóc dài, đen và mặc đồ hồng. Nhưng chị thấy bạn này ở phía trên nhớ này còn thiếu. Mình ở đây thì lại rất là dư những cái phụ kiện này luôn. Cho nên là chị suy nghĩ rồi, chị sẽ trang thêm cho bạn này nha. Chứ mình dư mình cũng mỏ nè các bạn ơi. Cho nên chị sẽ đeo thêm cái này vào cổ cho bạn này. Thành ra được 2 tầng luôn. Rồi, thêm cái này nữa. Thêm cái này ở trên. Ok, như thế này. Đó. Rồi, nãy giờ cặp này cặp số mấy nè các bạn? Cặp số 5. High five. Đó, ai bình luận cho cặp số 5 thì bình luận vô nha. Đây nè ha, cặp số 5 rất là đẹp luôn. Chị thấy cái cài này nó hơi bị dư á, nó không vừa nè các bạn. Chị tháo ra nha. Và chị sẽ đổi cái cặp cái này lên. Đó, cái này thì nó có vẻ đã vừa hơn rồi nha. Rồi, bây giờ mới bình chọn lại cho cặp số 5 nha. Đây, cặp số 5 nè. Đó, cô này cũng dễ thương ha. Cô này cũng dễ thương. Cuối cùng là cặp đôi số 6 nha. Cặp số 6 là cặp đồ màu xanh, tóc ngắn nè. Đó, bạn này kìa, tóc cột lên nhưng cũng tóc ngắn luôn. Đó, bạn nào là fan tóc ngắn thì sẽ về với đội màu xanh cặp số 6 nha. Và như vậy rất nhanh chóng ha, chúng ta đã coi như là thay đồ rồi trang điểm cho 12 bạn xong rồi. Phân ra được là 12 cặp, ý là 6 cặp nha. Thì không biết là các bạn sẽ thích cái cặp đôi nào nhất hoặc là nhân vật nào nhất nha, thì bình luận ở phía dưới. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn cũng thử comment xem các bạn có thích cái cách trang điểm mà nó táo bạo mà nó phá cách như thế này không, nhìn cho nó thật là hài hước á. Thì không biết là các bạn có thích không thì có thể comment ở phía dưới luôn ha. Còn video thì kết thúc rồi đó. Chúc các bạn vui khi xem video. Hẹn gặp lại ở video sau. Sẽ còn rất là nhiều sticker và nhiều cái mẫu trang điểm rồi thay quần áo, mắt mũi miệng cực kỳ mới đang chờ các bạn. Đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ nè. Bye.